Ê, cu đang nghe cái gì á? Gì? AirPods chứ cái gì nữa? Thì đang dùng iPhone không dùng AirPods thì là dùng cái gì? Ôi dào, AirPods nghe chán chết. Thế Huawei của ông có làm tai nghe không? Hay lại dùng tai nghe của Bose, Sony các thứ ấy? Hả? Này, nhà lắp internet mới dùng đi. Huawei cũng đã có tai nghe True Wireless từ bao giờ rồi. Đây cho ông xem. Đấy, FreeBuds 3 giá 4 triệu 3, đẹp quá trời luôn. Ui, ông mà không nói tôi lại tưởng thế là AirPods ạ. Tai nghe của gì bắt chước giống người ta y hệt, có khác gì đâu. Vớ vẩn, đây là phong cách thiết kế chung rồi. Nhìn lại này, hộp của tôi là hình tròn chứ có phải hình vuông đâu mà bảo giống. Nói thẳng ra tai nghe này hay hơn của ông nhiều. Ngài chắc lại muốn đánh nhau rồi ấy. Vào đây FreeBuds 3 ấy, ông có thể nhìn cái tai nghe này có vẻ giống AirPods đấy, nhưng mà thực tế nó lạ hơn. Thứ nhất là của tôi có phiên bản màu đen, thứ hai là hộp hình tròn đẹp và sang trọng, trọng lượng lại còn đầm tay nhé, không có bị kiểu nhẹ nhẹ rẻ tiền như AirPods đâu. Đẹp chắc chắn á. AirPods 2 là thiết kế nhỏ gọn để đựng trong những cái túi quần phụ như thế này này, vô cùng tiện lợi. Hơn nữa tôi cầm thử cái của ông khi nãy rồi á, gõ vào chất lượng ọp ẹp lắm, không được chắc như Có khoa ai khoa khoa đâu. khoa vỏ như ông gõ vào để làm gì, trong khi cái hộp này quan trọng nhất phải là cái bản lề bởi vì nó đựng ở phía sau đúng không. Chắc chắn ông mở AirPods ông úp xuống dưới này xem ấy, để xem là con nào nó bền hơn. Và nói thật với ông nhá, tuổi gì so với lại con FreeBuds này của tôi này. Cái này là do tôi dùng lâu ấy thì nó bị nhão thôi, cái gì dùng lâu chả thế đúng không. Ngon thì nói về chất âm đi xem nào. AirPods của tôi đã được chuộng từ xưa đến nay nhé. Âm lượng nghe rất to, chất âm trong trẻo, thiên sáng, không bị đục như mấy cái tai để tiền đâu. Ê, hình như ông vừa nói là trong trẻo, thiên sáng, không bị đục không? Tôi nói cho ông hiểu ấy, đấy là cũng những cái điều mà các trang audio nhận xét FreeBuds 3 của tôi, chưa kể thêm nữa nhé. FreeBuds 3 so AirPods 2 nhé, thậm chí âm trường còn tốt hơn. Không gian âm thanh nhé, nghe rất là rộng thoáng, với lại như kiểu là như một cái sân khấu bày ra để mà tha hồ FreeBuds 3 của tôi có thể thoải mái mà trình diễn ấy. Nghe sướng không? Thôi, ông đừng mà tung tin vớ vẩn, biết bao nhiêu người dùng AirPods ngoài kia mà có ai nói giống như kiểu là của ông đâu. Đấy, ông lại sai nữa. Audio là không phải thứ ai mà cảm nhận như nhau. Hơn nữa, FreeBuds 3 của tôi bây giờ mới bán ở Việt Nam mà. Đấy. Thế thì làm gì mà có những cái người mà họ trải nghiệm mà so sánh. Trước khi ông gặp hot girl, ai cũng nghĩ là vợ mình xinh. Ê, tôi không tin. Đề nghị là gọi ngay trọng tài ra đây để kiểm chứng lại vấn đề này. Chơi luôn. Gọi trọng tài đây. Gọi trọng tài đây. Vâng, thưa các bạn, tôi là Hoàng Trọng Tài, hay biết cái tên là Trọng Hoàng. Và so sánh chất âm của hai con thì thực sự là khá là khó để biết được là cái nào nghe hay hơn, bởi vì nó phụ thuộc quá nhiều vào cái tai và cảm thụ của mỗi người. Nên tôi xin phép được xuất hiện ở đây để nói sơ qua, gọi là trên một cái tổng quan giữa hai thiết bị nhá. Chất âm của AirPods 2 nó thật là không tệ đâu, các bạn đừng có nghĩ như vậy. Tuy nhiên thì nó lại dùng driver chung với phiên bản AirPods 1 nên gần như không có cải thiện gì, giống như Apple nói là easy dub. Còn riêng FreeBuds 3 thì nó có một chất âm chi tiết, giải tách biệt rõ ràng, nổi bật nhất là giải mid, khi nhạc acoustic hay nhạc vàng là rất thích. Đó, nhấn mạnh ở chỗ này, giúp cho cái giọng ca sĩ nghe sát tai, ấm áp và cũng như không bị lấn lên những cái giải khác. Về giải bass thì sẽ luôn điểm yếu của các dòng earbud cả hai cái tai nghe. Tuy nhiên bass của FreeBuds 3 xử lý vẫn tốt, tập trung vào chất nhiều hơn là lượng. Lượng bass nhỉnh hơn so với AirPods 2 một chút. Nếu cùng lúc nghe hai loại tai nghe ở hai bên như này, thấy rằng chất âm FreeBuds 3 nổi bật và tơi hơn so với AirPods 2. Trọng tài xin hết. Tôi phản đối. Trọng tài này là ăn tiền của thằng Vinh Show. Không chơi đi về. Sao về sớm đấy bạn tôi ơi? Đi với bạn tôi ơi. Thế hai thằng kia mệt về mất rồi, thì tôi xin phép nói tiếp phần còn lại. Khả năng đàm thoại của hai cái này cũng là một cái mà tôi sau khi sử dụng được cảm nhận. Mic thu âm trên FreeBuds 3 hoạt động nó nhìn hơn cũng một chút, lọc ồn và giọng to rõ. Về cái việc mic thì cũng phụ thuộc rất là nhiều, như là đôi khi cái giọng người ta có ăn mic không nữa cơ. Nên bây giờ tôi sẽ nói về khả năng kết nối. AirPods là sản phẩm sinh ra để dành cho hệ sinh thái Apple, nên giao diện kết nối mọi thứ của nó quá nhanh cũng như là cực kỳ là tuyệt vời. FreeBuds 3 thì cũng có một cái giao diện tương tự như vậy, nhưng đáng tiếc là mới chỉ hoạt động những điện thoại cao cấp như Mate 30 hay Mate 30 Pro. Như vậy đây là một cái điểm mà AirPods 2 ăn tiền so với lại chiếc FreeBuds rồi. Tuy nhiên bây giờ chúng ta chuyển sang trường hợp là kết nối với những sản phẩm không thuộc hệ sinh thái, không cùng hãng thì sao. Với chiếc FreeBuds 3 thì lại không bị kén, tức nghĩa là dù kết nối cái giao diện của chiếc điện thoại nào đi chăng nữa thì các chức năng vẫn sử dụng đầy đủ hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên hơi đáng tiếc là đối với lại các phiên bản như là AirPods kết nối các điện thoại Android, giới hạn ở một số cử chỉ và các thao tác. FreeBuds 3 thì lại dùng con chip gọi là A1, nó có khả năng kết nối ngon lành nghìn đào. Và bên cạnh đấy nữa, sản phẩm này là thiết bị True Wireless đầu tiên có Bluetooth là 5.1. Ngoài ra có độ trễ chỉ là 190 mili giây, và kết quả thì trải nghiệm cả hai tai nghe này khi chơi game thì đều rất là ấn tượng, không có độ trễ âm thanh tốt. Thế nhưng FreeBuds 3 có một chế độ đó là chống ồn chủ động bằng cách chạm 3 lần vào tai trái, hỗ trợ cả thiết bị trên iOS hay Android đều như nhau.
Và trong môi trường văn phòng hay là studio thì âm thanh của nó sẽ có khả năng cách âm được rất là tốt. Nếu mà chúng ta đi những ngoài đường này, ba bụng thì cảm giác tai nghe ở trong ổ có vấn đề, nó hơi bị méo. Nói chung cái này chỉ hiệu quả trong môi trường âm thanh không phức tạp. Trong tầm giá 4 triệu 3 thì đây là hai sản phẩm đối thủ trực tiếp với nhau, chỉ so sánh chính hãng nhé. Nói thật ra là để so sánh âm thanh thì rất khó để nói rằng là tai nghe này hay hơn, tai nghe này không hay bằng. Bởi vì thực ra tất cả chúng ta sử dụng đều có những cái tai nghe và cảm nhận về âm thanh khác nhau. Các bạn thích tai nghe earbud mà lại có được khả năng chống ồn chủ động và kết nối với rất nhiều điện thoại Android các thứ. Hay các bạn thích một chiếc tai nghe khi mà bạn đã đang sử dụng iPhone và mua luôn tai nghe này, kết nối sử dụng cho nhanh. Mình nghĩ rằng trước khi xem video các bạn đã có câu trả lời cho chính mình rồi. Hai thằng ngu kia thì về mất rồi. Nếu các bạn thấy video hữu ích đừng quên like, share với bạn bè. Hẹn lại bạn các video lần sau. Cái điểm đáng tiếc nữa đó chính là vì tai nghe này thì nó chưa quá phổ biến nên chưa được nhiều người dùng để mà đánh giá thêm, chia sẻ thêm ở trên mạng. Hy vọng sau video này sẽ nhiều người chia sẻ hơn.